Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ năm ngày 28 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, toàn tỉnh có trên 140 km quốc lộ được nâng cấp sửa chữa, cùng với đó là 547 km tỉnh lộ đang được triển khai đầu tư. Các tuyến kết nối quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế như quốc lộ 279, đoạn nối từ nút giao IC16 cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Lai Châu được đẩy mạnh thi công. Quốc lộ 4D, đoạn Trạm Tôn đến trung tâm thị xã Sapa đang được đầu tư nâng cấp, cơ bản đạt quy mô 4 làn xe vào năm 2024. Ngoài ra, nhiều điểm đen, điểm nguy cơ cao mất an toàn giao thông cũng được xử lý. Hệ thống an toàn, hệ thống thoát nước trên các tuyến được sửa chữa. Đối với hệ thống đường tỉnh đang triển khai đầu tư khoảng 547 km theo quy mô cấp 5 đến cấp 3 miền núi, mặt đường nhựa với chiều rộng tối thiểu là 5,5 mét. Thông qua đó, góp phần nâng cao khả năng vận hành, khai thác và đảm bảo giao thông cho các tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với trên 100 sản phẩm đặc hữu và gần 200 sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh và huyện, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương phối hợp với ngành chức năng duy trì 14 điểm bán và giới thiệu sản phẩm hàng hóa tại các khu du lịch. Sàn Thương mại Điện tử tỉnh Lào Cai cũng đã mời gọi được 70 đơn vị tham gia với trên 300 sản phẩm. Mỗi năm, tổ chức trung bình từ 9 đến 10 hội chợ thương mại tại các địa phương với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, thu hút trên 100.000 lượt người dân tham quan, mua sắm. Thông qua hội chợ, triển lãm, sản phẩm đặc hữu được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng, tăng sức tiêu thụ, doanh thu và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Thời tiết chuyển rét đậm những ngày qua đang làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh hô hấp mãn tính và cúm do virus phải nhập viện điều trị, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ. Phản ánh của phóng viên chương trình tại một số bệnh viện tuyến tỉnh. Khoa nội hô hấp nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 50 giường bệnh, song gần 2 tuần nay số bệnh nhân nhập viện điều trị tại đây lên tới trên 60 bệnh nhân, trong đó 70% người bệnh mắc bệnh lý về hô hấp như phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, viêm phế quản phổi. Thay đổi thời tiết thì chúng tôi rất hay bị, ngay như hôm vừa rồi đấy ấy, vào là cũng cấp cứu đó, cấp cứu đêm đấy, lên được cái bác sĩ đến nơi đến chốn, lên người thì hô hấp, người thì ấy đầy đủ, cũng phục hồi cũng rất là nhanh. Ngoài việc dùng thuốc thì chúng tôi còn tăng cường các cái biện pháp điều trị vật lý trị liệu hô hấp, ví dụ như là giúp bệnh nhân tập ho, tập thở, có điều kiện tuyên truyền cho người bệnh về cái việc tự giữ ấm cho bản thân để tránh việc bệnh trở nặng hơn. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, trong hơn 60 bệnh nhi đang điều trị tại đây thì có đến 50% trẻ mắc cúm A với các triệu chứng như sốt, ho, đau nhức mỏi người. Nhiều trường hợp nhập viện muộn đã bị bội nhiễm gây viêm phổi, viêm tai giữa. Bạn ấy bị cúm A, xong rồi bạn này thì bạn bị viêm phế quản phổi. Thế là được vào nhập viện thì hôm nay là ngày thứ tư rồi ạ. Thì bạn ấy cũng cắt được sốt rồi và bạn ấy chỉ hơi khò khè thôi. Để phòng tránh bệnh lý về đường hô hấp, bác sĩ khuyến cáo mọi người cần giữ ấm cơ thể, thường xuyên súc miệng, họng, giảm nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn. Nên tiêm phòng cúm, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Năm nay là cúm A sốt rất là cao, đặc biệt kém với hạ sốt, cũng giống như các bệnh virus khác lây qua đường hô hấp ấy. Cái biện pháp đầu tiên là để phòng cúm hữu hiệu nhất, biện pháp hữu hiệu nhất là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, vì cái này lây qua cả đường giọt bắn nữa, phải nâng cao thể trạng và có thể tiêm phòng cúm. Bệnh lý về đường hô hấp thường có tiến triển khá nhanh, gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp. Do vậy, ngoài chủ động phòng bệnh, thì khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Mới đây, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tới thăm và trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình Đại úy Đỗ Thế Hùng, là quân nhân chuyên nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo. Đại úy Đỗ Thế Hùng là nhân viên quân lực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sapa, đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh do mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh gia đình Đại úy Đỗ Thế Hùng đặc biệt khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con còn nhỏ, nhà ở tại xã Liên Minh thị xã Sapa đã bị lũ cuốn trôi vào tháng 9 năm nay, nhà ở hiện nay đang phải đi thuê.
Số tiền trao tặng được trích từ quỹ vì người nghèo do cán bộ chiến sĩ trong toàn quân khu 2 đóng góp. Được biết, trước đó, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sapa đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyên góp 40 triệu đồng ủng hộ gia đình đồng chí Đỗ Thế Hùng. Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát tổ chức hội thảo lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian đối với 5 nghệ nhân trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm nghệ nhân được đề nghị đợt này gồm ông Chảo Duân Liềm, thôn Thành Sơn, xã Bản Xèo và ông Vàng Duân Phù, thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, được đề nghị công nhận là nghệ nhân về truyền dạy chữ nôm Dao và tập quán tín ngưỡng dân tộc Dao. Ông Vàng A Lành, nghệ nhân về tập quán tín ngưỡng dân tộc Mông, thôn Pờ Hồ, xã Trung Lạc Hồ. Bà Giàng Thị Nòn, nghệ nhân về tập quán tín ngưỡng dân tộc Giấy, thôn Làng Quản, xã Quang Kim. Ông Chu Thó Xe, nghệ nhân về truyền dạy hát dân ca và tri thức dân gian trong nghề đan lát, thủ công truyền thống, dân tộc Hà Nhì, thôn Trản Thèn, xã Y Tý. Tại hội thảo, các ý kiến đều khẳng định đây là 5 nghệ nhân hoàn toàn xứng đáng, được đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Sau hội thảo, huyện Bát Sát sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam xem xét. Hiện nay, huyện Bát Sát đã có 2 nghệ nhân ưu tú và 2 nghệ nhân dân gian được công nhận. Vụ đông năm nay, huyện Simacai gieo trồng 400 ha rau đậu các loại, tăng 40 ha so với năm 2022, trong đó chủ lực là cây bắp cải với 243 ha. Nhằm đưa giá trị canh tác rau vụ đông đạt 70 triệu đồng một ha, ngành chuyên môn các xã trên địa bàn của huyện Simacai đã tích cực vận động bà con mở rộng diện tích, đa dạng cây trồng, mở rộng vùng sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt là tiến hành trồng rau giải vụ, tránh tình trạng được mùa, mất giá. Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường kết nối với các đầu mối tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Về lâu dài, huyện Simacai sẽ đẩy mạnh xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất rau, mở rộng diện tích trồng rau an toàn, đảm bảo chất lượng để đưa vào hệ thống các siêu thị trong nước, tạo thị trường ổn định và gia tăng giá trị sản xuất vụ đông. Cùng với chuyển biến tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự các địa bàn giáp danh, còn tại các khu dân cư, tổ dân phố, với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động, xây dựng những mô hình mới, ngày càng có thêm nhiều khu dân cư văn hóa, đời sống tinh thần của người dân ngày càng văn minh tiến bộ. Mô hình khu dân cư hạnh phúc tại khu dân cư Phú Thịnh 2, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai trong phóng sự sau là một điển hình như thế. Dù trời đã nhá nhem tối, nhưng người dân khu dân cư Phú Thịnh 2 vẫn tích cực hỗ trợ nhau để hoàn thiện việc lắp đường đèn điện trong mô hình ánh sáng an ninh do Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường phát động, vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan khu phố. Tôi rất là vui được góp công cùng bà con nhân dân khu phố Hoàng Trường Minh để tô điểm thêm cho cái sắc thái khu phố càng ngày càng đẹp thêm. Tôi thấy trang trí đường phố này là đẹp, mà dân là đoàn kết và gắn bó lại với nhau. Hưởng ứng chủ trương của Thành ủy Lào Cai, Đảng ủy phường Bắc Cường ban hành nghị quyết số 11 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng phường Bắc Cường sáng, xanh, sạch, đẹp. Với mong muốn bà con có địa điểm sinh hoạt cộng đồng văn minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Cù Chính Lan tự nguyện đóng góp kinh phí gần 100 triệu đồng để xây dựng tiểu công viên này. Thì được tạo được cái chỉnh trang đô thị cho tổ, cho phường, cho thành phố, và đặc biệt là tạo không gian chơi cho trẻ em, người lớn tập thể dục, rồi sinh hoạt cộng đồng. Qua đây thì cũng là tạo được cái tinh thần đoàn kết giữa là bà con hàng xóm cũng như là với chính quyền địa phương. Là muốn xây dựng được một khu hạnh phúc của nhân dân thì trước hết tôi vẫn khẳng định lại là khâu đảm bảo trật tự, an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội là một khâu cực kỳ quan trọng. Đi đôi với việc là tất cả các việc lớn việc nhỏ chúng tôi đều là dân chủ, hết sức dân chủ, đưa ra chi bộ xin ý kiến các tổ nhân dân cho ý kiến. Và khi nhân dân đã đồng thuận thống nhất cao thì tất cả mọi việc thì đều rất là thành công. Có thể thấy dù ở khu vực thuận lợi hay địa bàn khó khăn, khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng có cách làm bài bản phù hợp, nhất là phát huy được sức mạnh từ nhân dân, thì bà con sẽ đồng thuận góp sức mình xây dựng những khu dân cư an toàn, văn minh và hạnh phúc. Chuyển sang phần tin tức thời sự trong nước.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm nay cả nước đã giải quyết cho khoảng 950.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia. Theo các chuyên gia, việc gia tăng số người rút trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là điều đáng lo ngại, không chỉ đối với hệ thống an sinh xã hội quốc gia mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Tới đây, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần điều chỉnh một số nội dung để gia tăng quyền lợi, khuyến khích người lao động bảo lưu, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cần thực hiện ngay các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời, ngành bảo hiểm cần bảo đảm công tác quản lý, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững và hiệu quả. Bình quân mỗi năm Việt Nam có khoảng 120.000 đến 143.000 lao động ra nước ngoài làm việc. Lượng kiều hối từ lực lượng lao động này gửi về đạt khoảng 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Để phát triển thị trường lao động quốc tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ổn định duy trì các thị trường hiện có và phát triển mở rộng thị trường có thu nhập cao phù hợp với trình độ, kỹ năng của lao động Việt Nam. Bộ cũng theo dõi, nắm bắt thông tin về lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động về nước đúng hạn, hòa nhập thị trường lao động trong nước. Ngày 27 tháng 12, đội quản lý thị trường số 25 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện một cơ sở sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả rất lớn, núp ở một trang trại gà thuộc thôn Phương Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện lượng lớn mỹ phẩm dạng kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da và thực phẩm chức năng được dán nhãn tem mác thương hiệu nước ngoài của các nước nổi tiếng như Australia, Canada, Hàn Quốc, cùng một lượng lớn các lọ nhựa, hộp đựng, tem nhãn và hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc dùng cho việc sản xuất. Ước tính số sản phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất lên tới gần 50 tấn. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, đoàn kiểm tra đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao sang cơ quan công an điều tra làm rõ. Do sự phản đối của Hungary đối với kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Liên minh châu Âu EU hiện đang phải xem xét một kế hoạch dự phòng với số tiền khoảng 20 tỷ euro, tương đương hơn 22.000 tỷ đô la Mỹ, để cho Kiev vay nhằm vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính đang cận kề. Đề xuất mới sẽ cho phép EC có thể vay tới 20 tỷ euro trên thị trường vốn để cho Kiev vay vào năm tới do không bắt buộc phải có sự bảo lãnh từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Đề xuất mới chỉ cần sự tham gia của những nước có mức xếp hạng tín dụng hàng đầu trong EU, nhưng sẽ giới hạn khoản vay và không bao gồm các khoản trợ cấp. Hiện các điều khoản chính xác vẫn đang được các bên thảo luận và sẽ ấn định số tiền cuối cùng theo nhu cầu thực tế của Ukraine. Ngày 27 tháng 12, Ngoại trưởng Nga tuyên bố nước này và Ấn Độ đã đạt được tiến triển trong đàm phán về kế hoạch sản xuất trang thiết bị quân sự chung. Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh việc hợp tác sản xuất thiết bị quân sự chung mang tính chiến lược và nằm trong lợi ích của hai bên, đồng thời giúp đảm bảo an ninh trên lục địa Á-Âu. Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hiệp định đầu tư song phương với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng kim ngạch thương mại song phương sẽ vượt 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí rằng cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ được nối lại trong tháng 1 năm sau. Ngày 27 tháng 12, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định nước này không phản đối việc khởi động một chiến dịch quân sự tại Biển Đỏ, song nhấn mạnh chiến dịch Atalanta không phù hợp với khu vực Biển Đỏ. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cho rằng chiến dịch Atalanta đang được triển khai ở Ấn Độ Dương và tình hình tại Biển Đỏ hiện nay là hoàn toàn khác biệt khi nguy cơ cũng như thách thức ở hai khu vực này là không giống nhau. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước, Mỹ đã công bố kế hoạch thành lập một liên minh đa quốc gia để bảo vệ tuyến hàng hải qua Biển Đỏ với tên gọi Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng.
Trong khi đó, chiến dịch Atalanta của Liên minh châu Âu đang được triển khai tại vùng sừng châu Phi và phía tây Ấn Độ Dương nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển ở các khu vực khỏi cướp biển. Vừa qua, chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức tham vấn cấp chuyên gia về việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Dự kiến các cuộc tham vấn sẽ diễn ra sớm nhất vào đầu năm sau, với sự tham gia của các ban ngành liên quan. Trọng tâm thảo luận sẽ là thu hẹp khoảng cách về quan điểm liên quan tới an toàn của việc xả nước thải đã qua xử lý ra biển và hướng tới các giải pháp để Trung Quốc nối lại nhập khẩu các sản phẩm thủy hải sản của Nhật Bản. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung diễn ra hồi tháng 11 vừa qua, lãnh đạo hai nước thừa nhận có sự khác biệt quan điểm trong vấn đề xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển. Tuy nhiên, hai bên nhất trí sẽ giải quyết vấn đề này thông qua tham vấn và đối thoại trên tinh thần xây dựng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.